Bạn có muốn khu vườn của mình một khi ai bước vào cũng phải chăm chú vì độ tươi tốt và phát triển của cây trồng của chính bạn hay không? Nếu muốn thì hãy tiêu diệt hết những mối đe dọa tới cây trồng của chính bạn, sau đó chăm sóc cây trồng của bạn bằng sản phẩm phân bón Boron Organic. Đây là loại sản phẩm cung cấp dinh dưỡng bo nhanh chóng và hữu hiệu cho cây trồng nhằm khắc phục các hiện tượng của cây như thối trái, dị dạng hoặc bị bọng ruột. Ngoài ra, tăng khả năng ra hoa và đậu trái ở cây trồng, hỗ trợ và ngăn ngừa khô hoa, rụt trái non. Ngoài ra, còn giúp cây cứng hơn, đứng lá, đồng thời là chống chịu với các điều kiện bất lợi của thời tiết, tăng sức đề kháng, tăng năng suất nông sản, kéo dài thời gian bảo quản hơn bao giờ hết, đồng thời giúp tái tạo bộ rễ, phát triển bộ rễ, cây màu hút dinh dưỡng tốt, giúp cây khỏe mạnh. Một chai có dung tích là 500ml, liều lượng là trước khi ra bông 20-25ml cho bình 25 lít nước, dưỡng trái non 22-25ml cho bình 25 lít nước, thúc trái dưỡng trái non là 25-35ml cho bình 25 lít nước, lượng nước vuông là 400-500 lít ha. Quý bà con muốn mua có thể liên hệ số hotline 0776-755-793 để được tư vấn và mua hàng chính hãng, hoặc truy cập vào website kỹsuhuy.vn để biết thêm chi tiết về sản phẩm.